Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hứng mưa tên lửa và UAV của Ukraine, Nga phản công dữ dội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lượng Ukraine đã tiến thêm 1-2 km vào tỉnh Kursk trong ngày 14 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi đang tiến vào Kursk, từ 1-2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày, ông Zelensky nói trong bài phát biểu chung với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đăng trên Telegram. Ông Zelensky nói thêm rằng quân đội Ukraine đã bắt 100 binh sĩ Nga và cho rằng việc này sẽ đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người Ukraine bị Nga bắt giữ. Về phần ông Syrskyi, vị tổng tư lệnh cho hay Kiev đã kiểm soát được hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga và thị trấn biên giới Sakya của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ukraine, bà Irina Vereshchuk nói rằng chiến dịch của Ukraine ở Kursk được thiết kế để bảo vệ các khu vực biên giới Ukraine. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang tạo ra một vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga giáp với lãnh thổ Ukraine, bà Vereshchuk lưu ý. Quân đội Nga ngày 14 tháng 8 cho biết họ đã phá hủy 117 máy bay không người lái của Ukraine tại lãnh thổ Nga trong đêm, chủ yếu ở các khu vực Kursk, Voronezh, Belgorod và Nizhny Novgorod. Mozhdev cho biết tên lửa cũng đã bị bắn hạ và một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy máy bay ném bom Sukhoi Su-34 đang tấn công các vị trí của Ukraine tại Kursk. Trong một diễn biến khác, đài RT đã công bố đoạn video cho thấy lực lượng Nga đã tiêu diệt hai xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất bằng UAV Lancet, dòng UAV Kamikaze tại khu vực Kursk. Hiện tại, các khu vực như Kursk, Belgorod và Bryansk đang được Nga áp dụng các biện pháp chống khủng bố để đảm bảo an toàn cho người dân. Các chỉ huy Nga đã nói rằng mặt trận ở Kursk đã ổn định. Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Kiev vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát và ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình phát triển các bước quan trọng tiếp theo trong chiến dịch. Với toan tính đưa chiến tranh đến Nga, Ukraine đã buộc gần 200.000 người Nga phải sơ tán khỏi các khu vực biên giới. Giới chức địa phương Nga xác nhận các cuộc pháo kích hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy nhà cửa, giết chết và làm bị thương dân thường. Tình hình tại Kursk tiếp tục trở nên căng thẳng khi Moscow cáo buộc cuộc chiến tại Ukraine là một chiến dịch ủy nhiệm do Mỹ chỉ đạo nhằm chống lại Nga, với quân đội Ukraine bị biến thành bia đỡ đạn. Ukraine tuyên bố chiếm hoàn toàn thị trấn Sudzha, sẽ tạo vùng đệm ở tỉnh Kursk. Trong khi Tổng tư lệnh quân đội tướng Alexander Syrskyi cho biết, thị trấn biên giới Sudzha của Liên bang Nga đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ nước này tuyên bố sẽ tạo vùng đệm ở tỉnh Kursk. Hãng tin Reuters cho biết, ngày 14 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải một video trên tài khoản Telegram của mình. Trong đoạn phim, người ta thấy Tổng tư lệnh quân đội tướng Alexander Syrskyi báo cáo tóm tắt tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk, cho biết các lực lượng của Ukraine tiếp tục tiến xa hơn ở Kursk, từ 1-2 km tại nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày. Tướng Syrskyi cho biết thị trấn biên giới Sudzha ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Mặc dù vậy, phía Liên bang Nga tuyên bố giao tranh vẫn đang diễn ra trong thị trấn này. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp về tình hình an ninh và nhân đạo tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga, nơi quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có. Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Ukraine bà Irina Vereshchuk cho biết Ukraine đang tạo ra một khu vực an ninh tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga và có kế hoạch tổ chức hỗ trợ nhân đạo và hành lang sơ tán cho những người dân thường muốn đến Liên bang Nga hoặc Ukraine. Bà Vereshchuk nói thêm trên tài khoản Telegram của mình rằng Ukraine cũng có kế hoạch tổ chức cho các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận khu vực này. Về phần mình, cũng sau cuộc họp nêu trên, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cũng cho biết quân đội nước này sẽ cho phép sơ tán dân thường khỏi tỉnh Kursk của Nga và tạo ra một vùng đệm tại đây. Trong một phát biểu hôm 14 tháng 8 được hãng tin AFP dẫn lại, ông Klimenko nói việc tạo ra một vùng đệm ở tỉnh Kursk là bước đi để bảo vệ cộng đồng biên giới của chúng tôi khỏi các cuộc pháo kích thù địch diễn ra hàng ngày.
Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, Ukraine đã điều quân tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất của Kiev kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cuộc tấn công này đã khiến Liên bang Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Kursk, sơ tán gần 200.000 người, đánh dấu cuộc tấn công quan trọng nhất của quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vào ngày 12 tháng 8, AFP đưa tin rằng quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga, chiếm đóng một khu vực rộng lớn lên tới 800 km2. Điều này đã gây chấn động trên toàn cầu khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố rằng lực lượng của nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư nằm sâu trong lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Theo phân tích của AFP và dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, quân đội Ukraine đã không ngừng mở rộng vùng kiểm soát của mình vào ngày 12 tháng 8, khẳng định rằng chiến dịch tấn công của họ đang tiến triển mạnh mẽ và hiệu quả. Tối cùng ngày, trong một video được phát đi từ văn phòng dịch vụ báo chí của Tổng thống Ukraine, Zelensky khẳng định rằng mặc dù cuộc giao tranh đang diễn ra rất quyết liệt và khó khăn, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại Kursk với các bước tiến đáng kể vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trong đoạn video, Zelensky còn chia sẻ một cuộc trò chuyện qua video với Tổng tư lệnh Oleksandr Sykri, người báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào một số khu vực từ 1 đến 3 km. Điều này không chỉ khẳng định sự quyết tâm và sức mạnh của lực lượng Ukraine, mà còn cho thấy sự chuẩn bị và chiến lược tấn công kỹ lưỡng của họ. Chiến dịch tấn công này được khởi động vào sáng sớm ngày 6 tháng 8 khi Ukraine bất ngờ phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào tỉnh Kursk với sự tham gia của khoảng 300 quân, được hỗ trợ bởi 11 xe tăng và 22 xe bọc thép. Đây được coi là một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới đáng chú ý nhất vào lãnh thổ của Liên bang Nga kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng cuộc tấn công này có thể tạo ra sức ép lớn lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, buộc ông phải xem xét việc đàm phán hòa bình. Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc chiến hiện đang quay trở lại đất Nga. Điều này trái ngược với chiến lược trước đây của Moscow khi Nga đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác. Trước tình hình khẩn cấp này, vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga triển khai các biện pháp phản công mạnh mẽ nhằm đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi các khu vực mà họ đã chiếm giữ. Đồng thời, nhà chức trách Nga cho biết hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực giao tranh, cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng. Ngày 13 tháng 8, trong một cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội của họ đã ngăn chặn thành công các nỗ lực của các nhóm cơ động địch trên xe bọc thép và không thể để các lực lượng Ukraine xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga xung quanh một số ngôi làng. Mặc dù vậy, tình hình chiến sự vẫn đang diễn biến căng thẳng và khó lường, với các động thái quân sự và chính trị từ cả hai bên tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trận Kursk, bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine. Trận Kursk đang gây xôn xao trên toàn thế giới khi nó có khả năng trở thành một bước ngoặt quyết định trong cuộc xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Ngày 12 tháng 8, nhà bình luận Dmitry Gocharov trên tạp chí Republic.ru đã chỉ ra rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào khu vực Kursk không chỉ thu hút sự chú ý của các nhà phân tích quân sự mà còn có thể định hình lại toàn bộ cục diện xung đột. Trận chiến tại Kursk đã tạo ra một chuỗi phản ứng mạnh mẽ từ cả hai phía. Đối với Ukraine, cuộc tấn công này không chỉ là một nỗ lực chiến lược nhằm thay đổi tình thế, mà còn có thể là một đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán với Nga. Động thái này không chỉ nhằm chiếm lợi thế trên chiến trường, mà còn có thể là một cách để đánh lạc hướng quân đội Nga khỏi những khu vực khác mà Kiev cảm thấy quan trọng. Nga đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có sau cuộc tấn công bất ngờ này. Theo những phân tích gần đây, cuộc tấn công đã làm tăng giá trị đồng rúp. Tuy nhiên, nó cũng phơi bày sự yếu kém trong hệ thống phòng thủ của Nga, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Điện Kremlin trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Việc Ukraine chiếm giữ khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga đã khiến rõ sự hạn chế và điểm yếu trong phòng tuyến của Nga. Trang tin UkraineToday.com đã đưa ra 3 lý do khiến cuộc tấn công vào Kursk có thể là một bước ngoặt quan trọng. Thứ nhất, tổn thất nặng nề đối với Nga. Trận Kursk đã gây ra thiệt hại quân sự nghiêm trọng cho Nga. Việc Ukraine chiếm đóng lãnh thổ Nga không chỉ là một thất bại trên chiến trường, mà còn làm giảm uy tín của chính quyền Nga trong việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
tình báo Nga nêu cái tên mới được Mỹ chọn thay thế ông Zelensky. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga đưa ra một cái tên mới mà Moscow cho rằng phía Mỹ đang lên kế hoạch để đưa nhân vật này thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR hôm 13 tháng 8 đã công bố thông tin tình báo rằng Mỹ coi cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov là ứng cử viên phù hợp thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hãng thông tấn TASS đưa tin. SVR mô tả rằng sự bất mãn đối với ông Zelensky đang gia tăng trong giới tin Hoa Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, do Tổng thống Ukraine đang thực hiện những bước đi điên rồ đe dọa leo thang xung đột vượt xa biên giới. Theo tin tình báo của SVR, Nhà Trắng được cho là muốn tìm kiếm một nhân vật dễ quản lý hơn và ít tham nhũng hơn, phù hợp với đa số các đồng minh phương Tây để thay thế ông Zelensky, mở đường cho khả năng đàm phán với Nga để giải quyết xung đột. Theo đó, cái tên được chọn là ông Avakov, người đã tham gia chính phủ Ukraine từ năm 2014 cho tới năm 2021. Ông Avakov được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine và có khả năng tiếp tục liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu. SVR cho rằng Washington đã chỉ đạo các tổ chức phi chính phủ mà được cho là trực thuộc Mỹ xây dựng các kịch bản cho việc ông Avakov lên nắm quyền tại Kiev, bao gồm một chiến dịch thông tin mạnh mẽ khiến ông Zelensky bị mất uy tín và buộc phải từ chức. Mỹ cũng được cho là đã bắt đầu thảo luận phương án Avakov với các lãnh đạo đối lập Ukraine như cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko và cựu tổng thống Pyotr Poroshenko, cũng như một số thành viên đảng đầy tớ của nhân dân của ông Zelensky. Nhiều tháng qua, SVR đã nhiều lần công bố thông tin tình báo về các kế hoạch thay thế ông Zelensky. Moscow liên tục nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, Kiev giải thích rằng hiến pháp Ukraine quy định không tổ chức bầu cử trong thời chiến, nên ông Zelensky tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi có đủ điều kiện để tổ chức bầu cử. Hồi tháng 6, SVR cũng công bố thông tin tình báo liên quan việc thay thế ông Zelensky. Lúc đó, SVR cho rằng người được chọn là cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ông Zaluzhny hiện là đại sứ Ukraine tại Anh. Washington và Kiev chưa bình luận về thông tin của SVR liên quan kế hoạch đưa ông Avakov lên nắm quyền ở Ukraine. Tình báo Nga, phương Tây đã chọn được người thay thế ông Zelensky. Ngày 20 tháng 6, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR cho rằng phương Tây có kế hoạch thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đã tìm được người thích hợp, theo hãng thông tấn TASS. Theo SVR, Mỹ và đồng minh phương Tây đang hài lòng với tình hình hiện tại khi nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5, nhưng vì hiến pháp Ukraine quy định không tổ chức bầu cử trong thời chiến, nên ông Zelensky tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi Ukraine có đủ điều kiện để tổ chức bầu cử. Những người bảo trợ phương Tây của ông ấy, Zelensky, sẽ dễ dàng hy sinh ông ấy khi Nga củng cố những thành công trên chiến trường. Còn các lực lượng Ukraine đang suy kiệt và mất tinh thần sẽ phải đối mặt với tình thế khó khăn, theo thông cáo ngày 20 tháng 6 của SVR. SVR cho rằng sau khi phương Tây nhận ra sự hữu ích của ông Zelensky cạn kiệt và hy vọng về thất bại chiến lược của Nga bất thành, phương Tây sẽ ném ông Zelensky vào đống tro tàn của lịch sử và thay thế ông Zelensky bằng một người khác có thể dẫn dắt các cuộc đàm phán. Washington coi cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny là người phù hợp nhất ở đây, theo SVR. Ngày càng rõ ràng rằng Nhà Trắng sẽ sớm đóng cửa dự án Zelensky, SVR lưu ý thêm. Cơ quan này cũng bác bỏ quan điểm của ông Zelensky rằng quân đội Ukraine có thể giành chiến thắng trước Nga, gọi việc này là hài hước. Nga nhiều lần nói về việc phương Tây có kế hoạch thay thế ông Zelensky. Hồi đầu tháng 5, SVR đưa ra quan điểm tương tự, nói rằng phương Tây cực kỳ quan ngại trước sự bất mãn ngày càng tăng của người Ukraine đối với việc ông Zelensky kéo dài các hành động thù địch với Nga. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin của SVR. Ông Zelensky thừa nhận quân Ukraine đang giao tranh ở tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk, Nga, cho rằng đây là nỗ lực khôi phục công lý. Cụ thể, ngày 10 tháng 8,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk, Nga, nói rằng hoạt động này là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm khôi phục công lý sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Phát biểu qua video vào đêm ngày 10 tháng 8, ông Zelensky nói rằng ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về các chiến dịch gần đây của quân đội Ukraine. Ông Zelensky nói, ông đã nhận được một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrskyi về tình hình tiền tuyến và hành động của chúng ta nhằm đẩy cuộc chiến sang lãnh thổ của đối phương. Vị Tổng thống cũng đặc biệt đề cập các hoạt động ở phía bắc tỉnh Sumy, Ukraine giáp với tỉnh Kursk khi bày tỏ sự tri ân với binh sĩ Ukraine. Tôi biết ơn từng đơn vị lực lượng phòng vệ của chúng ta. Binh sĩ Ukraine chứng minh rằng họ thực sự biết cách khôi phục công lý và đảm bảo chính xác áp lực cần thiết lên đối phương, ông Zelensky nói thêm. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Zelensky thừa nhận các hoạt động của quân đội Ukraine ở biên giới Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine chỉ ám chỉ rằng Nga nên cảm nhận những gì đã làm với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu báo cáo các hoạt động xâm nhập được cho là của lực lượng Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk từ ngày 6 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 8, giao tranh vẫn tiếp diễn, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ tính riêng ngày 10 tháng 8, lực lượng Ukraine đã mất tới 175 lính và 36 phương tiện thiết giáp của đối phương. Theo bộ này, kể từ khi tấn công tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8, Ukraine mất tổng cộng 1.120 quân, 140 phương tiện thiết giáp. Ukraine chưa bình luận báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Nga thừa nhận Ukraine kiểm soát 28 khu định cư ở Kursk. Ông Putin tuyên bố đáp trả xứng tầm. Tình hình quân sự ở tỉnh Kursk của Nga vẫn tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh hai bên Nga-Ukraine đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau về tình hình chiến trường. Ngày 12 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 1.000 km2 lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công ở Kursk. Hiện tại chúng tôi kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ liên bang Nga, ông Syrskyi nói. Song, ông không cung cấp thêm chi tiết. Ông Syrskyi đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi ông Alexei Smirnov, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga ước tính rằng lực lượng Kiev hiện kiểm soát 28 khu định cư. Trong khu vực, tiến sâu 12 km lãnh thổ, rộng 40 km vào lãnh thổ Nga. Tối 12 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine thực hiện hoạt động này là vì vấn đề an ninh của Ukraine. Theo đó, Kiev đã chiếm được nhiều khu vực ở Kursk, nơi Nga sử dụng để tiến hành nhiều cuộc tấn công vào đất Ukraine. Ông Zelensky cho biết tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine giáp tỉnh Kursk, đã bị Nga tấn công gần 2.100 lần kể từ tháng 6. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đòn tiến công của Kiev sẽ buộc Nga tạo ra hòa bình. Nga đã mang chiến sự đến cho người khác, bây giờ lửa chiến tranh đang trở về đất Nga. Ukraine luôn chỉ mong muốn hòa bình và chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo hòa bình, ông Zelensky nói. Ông Putin tuyên bố đáp trả xứng tầm. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, GNPP, và vụ xâm nhập gần đây của Kiev vào tỉnh Kursk, theo đài Russia Today. Ông Putin mô tả cuộc tấn công này là một khiêu khích quy mô lớn và cáo buộc Kiev tấn công một cách bừa bãi nhắm vào dân thường, khu dân cư và xe cứu thương. Ông Putin cho rằng những hành động trên của Ukraine đã làm rõ lý do tại sao Kiev từ chối xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của Nga hoặc tiến trình hòa bình do các bên trung lập đưa ra. Tổng thống Putin tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều không cho thấy được chừng nào Kiev ngưng nhắm mục tiêu vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân. Rõ ràng đối phương nhờ vào sự giúp đỡ của phương Tây đang nỗ lực cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Nhưng làm sao chúng ta có thể đàm phán với những kẻ tiến hành tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân của Nga, ông Putin nói. Ông Putin tiếp tục nói rằng một trong những mục tiêu chính của Kiev ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi vùng Donbass, nơi các lực lượng Nga đang dần chiếm được vị trí quan trọng trong những tháng gần đây. Ông Putin nhấn mạnh rằng đòn đánh Kursk của Kiev phản tác dụng. Độ tiến công của Nga ở Donbass không những không hề chậm lại, mà trái lại còn tăng lên gấp rưỡi. Mục tiêu chính của Moscow trong giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Ukraine sẽ nhận được đòn đáp trả xứng đáng. Tất cả các mục tiêu mà chúng tôi đề ra chắc chắn đều sẽ đạt được, ông Putin tuyên bố.
Cũng trong ngày 12 tháng 8, ông Smirnov báo cáo cho ông Putin rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào một nhóm công nhân điện lực ở Kursk. Ông Smirnov báo cáo rằng cuối tuần qua một nhóm công nhân làm việc cho công ty điện lực Rosseti, huyện Belovsky, Kursk đã bị nhắm mục tiêu và vỏ đạn chứa vũ khí hóa học. Ông Smirnov nói thêm rằng các công nhân đã ẩn náu trong một đồn cảnh sát và sống sót sau vụ tấn công. Tuy nhiên, một số cảnh sát và người đứng đầu hội đồng khu vực đã bị đầu độc trong vụ việc, song không nêu cụ thể độc gì. Phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc trên. Theo ông Smirnov, tính đến ngày 12 tháng 8, vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk đã khiến khoảng 12 thường dân thiệt mạng và 121 người, trong đó có 10 trẻ em bị thương. Phía Nga ước tính Ukraine cho đến nay đã thiệt hại khoảng 1.600 binh sĩ và khoảng 200 xe bọc thép trong cuộc tấn công trên. Cuộc điện đàm nảy lửa. Sau khi nhận thông tin lãnh đạo Hamas bị ám sát, ông Biden lập tức đã điện đàm với ông Netanyahu, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện nay, bao gồm nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự khắp khu vực. Theo hãng tin Axios, ông Biden khi đó thể hiện thái độ cứng rắn và kêu gọi ông Netanyahu chấm dứt mọi leo thang căng thẳng trong khu vực, lập tức chuyển hướng sang đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza và trao đổi con tin. Tờ The Washington Post dẫn ba nguồn thân cận với Nhà Trắng giấu tên rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng nước này đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo đó, ông Biden và các trợ lý cấp cao của đương kim tổng thống vô cùng ngạc nhiên và phẫn nộ khi nhận được thông tin trên, đồng thời coi đây là một thất bại trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Về mặt công khai, Israel cho đến nay không thừa nhận cáo buộc của Iran và Hamas rằng Tel Aviv đứng sau vụ ám sát. Theo các quan chức Nhà Trắng giấu tên, trong cuộc điện đàm, ông Biden nói với ông Netanyahu rằng Mỹ vẫn sẽ giúp Israel phòng vệ trước đòn trả đũa của Iran, nhưng đề nghị phía Israel không leo thang thêm nữa và ngay lập tức chuyển hướng sang đàm phán giải cứu con tin. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo ông Netanyahu đừng trông chờ Mỹ hỗ trợ nếu leo thang căng thẳng thêm lần nữa. Về nguyên nhân ông Biden phẫn nộ, Tổng thống Mỹ nghĩ rằng ông Netanyahu đã giấu giếm kế hoạch ám sát khi hai nhà lãnh đạo trước đó gặp nhau tại thủ đô Washington DC, Mỹ. Ông Biden cũng cho rằng vụ ám sát này đã tạt gáo nước lạnh vào nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông mà Washington đã dày công nhiều tháng qua. Tương tự, phía Mỹ, văn phòng Thủ tướng Israel cũng không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc điện đàm, song cho biết ông Netanyahu đã nói với ông Biden rằng Tel Aviv đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng với tư cách là Thủ tướng Israel, ông Netanyahu chỉ hành động theo nhu cầu an ninh của đất nước mình. Theo tờ The Times of Israel, vài ngày sau hôm điện đàm, ông Netanyahu tuyên bố rằng Israel đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra và sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, cả tấn công và phòng thủ. Nhà nước Israel đang trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận chống lại trục ma quỷ của Iran. Chúng ta đang dồn lực tấn công từng cánh tay của Tehran, ông Netanyahu tuyên bố. Ông Netanyahu cảnh báo sẽ đáp trả, nhấn mạnh Iran sẽ trả giá đắt cho bất kỳ hành động nào, tấn công từ bất kỳ hướng nào nhằm vào Israel. Biden, Netanyahu trái ngược lập trường về Iran do đâu? Theo tờ The New York Times, phía Mỹ đang rất quan tâm đến triển vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza và mong muốn đưa thỏa thuận này về đích càng sớm càng tốt. Nhiều tháng qua, chính quyền ông Biden đã ra sức làm trung gian hòa giải, kêu gọi các bên nhượng bộ đàm phán. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ đã đánh giá rằng vụ ám sát này xảy ra sai thời điểm khiến nỗ lực vốn đã gần đạt kết quả của Mỹ gần như đổ sông, đổ bể. Theo các quan chức Mỹ, ông Biden đang hết sức thúc đẩy các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin, đồng thời coi đó là một trong những di sản nổi bật của ông trong nhiệm kỳ lãnh đạo nước Mỹ. Ngoài ra, các quan chức thạo tin cho biết ông Biden quan ngại nguy cơ xung đột sẽ lan rộng hơn trong khu vực. Trái lại, The Washington Post dẫn lời các quan chức Israel thạo tin cho biết rằng ông Netanyahu thừa nhận vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát sẽ gây gián đoạn tiến trình trong ít nhiều vì ông Haniyeh là nhà đàm phán chính trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel cũng lập luận rằng sự kiện này cuối cùng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thỏa thuận khi làm gia tăng áp lực lên phe Hamas. Ông Stephen A. Cook, chuyên gia cấp cao về Trung Đông và Châu Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, tổ chức nghiên cứu ở Mỹ. Israel trên thực tế không thực sự muốn giảng hòa cùng Hamas. Israel trước đến giờ đều cho rằng cách tốt nhất để đảm bảo an ninh quốc gia và hồi hương con tin là đánh bại Hamas trên chiến trường, trang Foreign Policy đưa tin. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!